Rồi em xin chào quý khách đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Rồi thì cũng như thường lệ anh em ơi, vẫn ngày nào cũng lên đều đều cho mình một lô mát cắt cỏ, hàng đã dọn sẵn rồi nha. Rồi hàng đã dọn sẵn rồi thì bên em sẽ bao ship phụ tùng đầy đủ. Mà hàng chưa dọn sẵn thì mấy anh phải chịu phí, và mấy anh phụ tùng có mua thêm thì mua, không mua thì mình mua cửa hàng gần nhất nha. Để nhiều khi em có lên cái lô hôm qua là chưa dọn nổ, khách vô phân bì. Đó, rồi nói chung qua cũng có sự thiếu sót ha, bán hàng chưa dọn theo hình thức chưa dọn thì giá nó sẽ rẻ hơn hàng dọn rồi một tí xíu nha anh em. Cho nên có gì anh em trao đổi qua Zalo với em inbox ha. Còn nhiều anh hỏi máy có bảo hành không em thì em nó có. Còn muốn biết chi tiết như thế nào thì mình inbox Zalo hoặc điện trực tiếp để em tư vấn cho mình ha. Mua không mua thì thôi chứ em không có nói nặng nói nhẹ gì đâu. Chứ ở trên YouTube mình đâu có giải thích hết được, nói nó quay vòng do tam quốc, đâu có nhắn tin hết được trên đó được. Đó, cho nên có gì thì mình thông cảm giùm em nha. Bên em nói thiệt chứ mấy anh chứ bán hàng phụ nữ á, mấy anh nào mà có gia đình là biết phụ nữ họ rất là kỹ tính, chu đáo. Thì bán máy cắt cỏ này em cũng vậy đó, mấy anh là mua máy của em mà vô đặt đơn cái đi là sẽ biết em hình thức em sẽ bán hàng như thế nào ha. Bán khách rồi là phải cho khách mua nữa, chứ không phải là bán khách rồi mà để cho dục mất khách là không có đâu đó. Nói chung là mình phải là bảo hành tỉ mỉ máy móc cho khách, và hình thức bán như thế nào, khách nào không biết xài máy thì bên em hướng dẫn cho mình biết xài máy luôn đó. Bán tặng ra bắt bên em bảo hành cũng rất là chu đáo ha, cho nên anh em an tâm. Nhớ xem máy thì cho em xin một nút like kèm một nút đăng ký kênh nha nè. Rồi bây giờ em sẽ vô lô máy em giới thiệu sơ lược cho mình nghe coi nha. Thì lô hôm nay lô là chữ U nha, giá từ 1,3 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu cho đến 2,3 triệu, 2,5 triệu, 2,6 triệu quay về ha. Thì hôm nay cũng có trang cho mình một cây đeo lưng cần mềm nha. Vậy cho anh nào có nhu cầu mình sử dụng cần mềm thì chốt đơn ha. Thì nói chung cần mềm thì nó không có đa dạng hàng, cho nên một ngày cho một cây về cho anh em mình dễ lựa chọn nha. Thì hôm nay em lên cũng như thường lệ anh em cũng có trang cho mình một cây Gobin cốc ha, để giật trắng phiếu le đỏ tự động rồi cho mình luôn nha. Đó, thứ hai là cây Gobin đầu chùa 253 đồng 34 ly ha, giá mềm giá hời cho anh em luôn. Magu Yanma 23cc 32 ly có trợ lực ha, giá cũng mềm xèo luôn nha. Kiwit 253 đồng 33 ly ha, gọi là khủng long ăn cỏ đó. Rồi Kiwit 235 có trợ lực rất đẹp nha anh em, Nhật quên xài ha, trắng phiếu luôn, lóc máy rất là sáng luôn. Kawasaki TGX 23 tâm nhân tung gài ha. Rồi một cây Kiwit 260 đó, đeo lưng nha, giá em bao mềm cho mình luôn. Rồi mình đó xem chi tiết nha anh em. Rồi kế tiếp là cây Magu 23cc nồng 32 ly có trợ lực ha, đó tâm nhân tung gài đồ luôn nha. Nó máy này nói chung rất là đồng thanh đồng thủ, hai sừng luôn nha anh em, rất là đẹp, cực kỳ đẹp ha, giá thì vừa túi tiền. Rồi cây kế tiếp là Komitsu 26cc 34 ly, kế đến là cây Maru Yanma 260 nồng 34 ly ha, rất là đẹp nha anh em, zin toàn tập ra bóp zin rồi luôn ha, màu vàng quá sáng quá đẹp. Rồi Kawasaki TZ 27cc 35 ly nha, đó hệ nha anh em. Rồi hai cây cuối cùng là hai cây máy Magu Yanma đầu vuông này, thì mẫu này thường sắc sảo hơn ha, 32cc 38 ly nha. Thằng này thì tum rời tum lớn bố lớn nha anh em, cũng 32cc 38 ly. Rồi em mấy anh ơi mua hàng thì mấy anh liên hệ giùm em số điện thoại này nha, nắng lên này. Đây số điện thoại để chốt đơn của anh em đây là 0913136620 nha anh em. Đó, số này có liên kết Zalo ha, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị nha. Đó, bên em nhận ship hàng toàn quốc ha, được xem hàng test nổ máy trước khi nhận, đặc biệt em không lấy cọc. Nhắc tới cái chỗ này nè, một hôm em sẽ nói cho mấy anh là test nổ máy trước khi nhận, em sẽ nói cho mình nghe cái quyền lợi của mình ha. Rồi kèm theo 6 món phụ tùng của em thì có trắng cỏ nè, dây đeo, tiếp mở bugi, lục giác 4, đĩa dài 3 tắc, và kèm theo cho mình là một cái ổ cước 4 chấu có dây cước luôn hẳn hoi nha. Thì bên em mặc định cho là 6 món này, còn anh nào không xài đĩa dày ổ cước thì mình quán đổi lấy đĩa tròn giùm em ha. Thì mấy anh yêu cầu giùm em nói nhanh ơi, cho anh lấy đĩa tròn ổ cước hoặc đĩa tròn đĩa dày gì đấy, bên em sẽ quán đổi theo yêu cầu của mình nha. Rồi nhớt anh em ơi, nhớt bán chạy bên em quá chạy luôn, một bình như thế này là 100.000, một bình là 1 lít, có thể xài từ 20 lít đến 25 lít nhớ xăng nha ha. Một bình nhớt như thế này là mấy anh pha theo tỷ lệ em chỉ là 1 lít xăng, mấy anh pha giùm em 40 ml nhớt hay thì ha, khi mà mấy anh bóp nhớt lên nó qua đây và xuống đây nha. Đó 40 nè ha. Thì pha như vậy máy chạy hơi ra khói nhưng mà bù lại nó mát máy không có hư hao đâu anh em an tâm ha. Thì mấy anh mua máy thì em thấy nên mua thêm một chai nhớt như thế này, nhiều khi shipper họ cho bắt tử có nhớt mà mình thử nha. Gom cỏ gom lúa anh em ơi, 100.000 cái ha.
một gom cỏ 10 bò ăn anh em ơi, một gom cỏ một máy cắt 10 bò ăn ha, có 100 ngàn thôi. Rồi sẵn em nói luôn, hôm qua em bị bơm một cây máy anh em, nhưng mà em đã cứu được ha. Thì cây máy đó đi anh đó anh đặt về cho vợ anh sử dụng, mà vợ anh mới vừa khui cây máy ra gặp cây máy nhỏ quá hoảng hồn, chưa dám thử nữa, cho cây máy về. Tại vì ở sớm á, có thằng em xài máy tàu á, cái máy nó rất là to. Rồi cái phát máy đó không à, bây giờ đặt máy trên mạng á, thì nhìn qua điện thoại tưởng đâu nó to, mà thật sự là em nói hoài là kỹ sư Nhật kết cấu họ đổ rất là gọn nhẹ, phù hợp với người Việt Nam mình luôn. Nhưng mà máy công suất của họ, nòng của họ là nó đổ rất là dày dặn anh em, 32 ly chứ nó chạy rất là khỏe ha, chứ không phải là máy như vậy mà mình nhìn cái xác mà mình nhớ người ta gọi là nhìn mặt mà bắt hình dong đó, nhìn cái xác máy quảng hồn sợ phát cỏ không nổi. Thôi phát cỏ không nổi xem dám bán cho mấy anh mấy chị được. Bởi vì khi mà mình nhận hàng tới chỗ làm gì làm, xem hàng thứ nhất là đúng hàng không, cái thứ hai mình cứ đổ xăng pha nhớt đi shop cho họ mình thử, thì cứ quyền lợi mình thử đi ha, phát cỏ không nổi thì có quyền không nhận. Mới có nhìn thấy cái máy chưa phát cỏ nó kêu shipper họ trở về, rồi em mới thấy như vậy em mới điện chị, thì chị nói là chị mới thấy máy nhỏ quá chị không dám nhận, nó chị thử máy chưa, thì chị chưa có thử đó, hôm nay chị kêu giao lại cho chị đó. Nói chung thì anh em chị em nói chung nông dân mà thật thà chấp pháp không biết gì, thì cửa hàng của anh em cũng hỗ trợ giải thích lại cho mình ha. Thì có cái gì cứ điện thẳng lại cửa hàng đi, chứ đừng có đơn phương không nhận hàng, tội nghiệp của anh em đó mấy anh mấy chị. Mà khi mà cái máy tới như vậy mà mấy anh mấy chị chưa phát cỏ mà không nhận nó rất là tiếc luôn, chưa có gọi là trải nghiệm về cái sản phẩm á, uy tín chất lượng sản phẩm nó như thế nào mà mình đã sợ sệt không dám thử máy nhận hàng nữa. Cái đó thật sự là rất là thiệt thòi luôn đó. Thì hôm nay có ai xem cái clip được thì mấy anh mấy chị cũng rút qua cái kinh nghiệm đó giùm em ha, làm gì làm mình cũng đổ xăng pha nhớt cho mình thử máy đi, rồi mình không nhận nếu không phù hợp thì mình cứ trả tiền phí cho em quay về thôi, hai bên vẫn vui vẻ chứ không có gì. Rồi bây giờ em sẽ quay lại chương trình bán máy cắt cỏ ha, em vô cây đầu tiên em tách máy mình xem nha, máy như vậy sao không nổi được. Chị em là nó đổ rất là gọn nhẹ ha, nhờ nhìn giùm em cái xác máy này với so sánh xác máy đó đi, nó 3 kg quay về. Nói chung ta xài máy chuyên nghiệp hoàng người ta biết cái máy này ha, phát cỏ là phát tối ngày được hoài, phát mất ngay đó, tại vì sao nó gọn nhẹ mà nó lại tiết kiệm xăng mà nó chạy khỏe nữa đó. Cái dòng này em bán rất là chạy luôn đó, cái này đến từ thương hiệu là Robin, công suất 20cc nòng 30 ly, mẫu áo đỏ ha, có trợ lực le đỏ tự động luôn nha đó ha. Nội dưới đây là cộng cái 3 điểm này, máy gọn nhẹ nè, le đỏ tự động nè, có trợ lực nè đó, chạy nhanh khỏe lắm. Đẹp cái nó là cộng cho 4 điểm nè đó, quá đẹp ha, xuất sắc nha. Rồi hai tay đôi ghê dữ ha, trắng cỏ đầu vòi zin. Bên em bán hàng á là em mua hàng của Nhật thẳng về đây ha, hàng chưa qua dọn nổ, chưa sử dụng ở địa phương, em dọn thẳng ha, em dọn em biết máy như thế nào em bán cho anh cho chị cho bác xài ha, cho nên anh chị cô bác thì cứ an tâm nha, chứ em không có mua hàng dọn sẵn rồi đâu, dọn sẵn rồi nó đắp cái gì ở chỗ mình đâu có biết được, bán mất rất mất uy tín hết trơn hà. Em mà tồn tại trên thị trường này 4-5 năm nay là cũng mình dọn máy uy tín, mình biết máy, mình dọn cái máy mình ra là mình biết trong là nó có cái gì đó, cho nên anh chị em mua hàng bên em cứ an tâm mà sử dụng ha, em khẳng định cho mình luôn, cứ an tâm mà sử dụng đi đó. Cái nào mới em nói máy mới, cái nào xin em nói xin. Rồi mấy anh chốt thì U1 giùm em 30 ly, 1,3 triệu ha. Cái đó là cây Robin. Robin này là Robin 253, nòng nó 34 ly ha. Cái mẫu nó thì không có đẹp như những mẫu bình thường, nhưng mà bù lại chạy khỏe, giá cả vừa túi tiền nha. Em thấy nhiều anh hình như hơi rén với cái mẫu này. Trời ơi, cái mẫu này mình chốt phải đời máy này đi, xài nó rất là bền, nó ít hỏng quặt. Đang xài cái máy mà nó không quặt tức lắm, ít hỏng quặt mà mẫu mã nó lại là sao, nó phụ tùng nó cũng dễ thay thế nữa nè ha, mà máy nó gọn nữa. Đó, này chạy chế zin nha, sở hữu chế zin cho nên nó chạy tiết kiệm xăng nha anh em. Nhôm tung liền đó, hai tay đôi ra giữ lắp còn thông số luôn nè, thấy không, trắng cỏ đầu vòi zin U2 34 ly giá chỉ có 1.400.000 ha. Máy này là phát cỏ keo, cỏ cứng gốc rạ gì em bao cho mình phát ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đập cước cũng được nha anh em đó,
1.4 triệu cho U2. Kế đến là cây Magu Yanma. Cái đầu tiên của con Magu này là nó có trợ lực ha, trợ lực chả nha, công suất 23cc nồng 32 ly. Đó, cái thứ hai là nó gọn, anh em ơi, chắc tầm 4kg nha, máy gọn nhẹ giật, trợ lực tiết kiệm xăng ha. Nhẹ nổ nha, để chế viên nha. Đó, tắt mở tum liền tum nhựa đồ luôn nha anh em. Máy này thì lốc sẽ có dập mát in Japan ha. Đó, lốc dập mát in Japan luôn. Hai tay đôi ra giữ ha, chắn cỏ đầu bò zin. U3 32 ly 1.400.000 đồng ha, cho cây Magu Yanma nha. 1.400.000 đồng. Rồi, kế đến là cây Kyugip 253. Thì sản phẩm bên em là khủng long ăn cỏ ha. Đó, phát cỏ ha, ngon, rất là ngon nha anh em. Khỏe rất là. Này đi zin toàn tập, không đường nào mà chê anh em, không đường nào mà chê, nhìn chụp giật nó rất là đẹp, chạy chế với tông gai luôn. Đó, bằng sân lớn rồi zin này ha. Tum nhôm tum gợi nha anh em. Trời ơi, 256 luôn anh em, không thèm 253 nữa. Công tắc nè. Đó, 256 luôn. Rất là đẹp nha anh em, nước sơn zin nha. Tum nhôm tum gợi ha. Máy này mấy anh về cắt cỏ này ha. Rồi mấy anh về đấu chịch thuốc nè ha, mấy anh gắn tôi hít bơm nước rồi luôn ha. Chán cỏ đầu bò zin nha. Đó, 1.550.000 nha anh em. Anh em chốt thì U4 giùm em ha. 1.550.000 là mình sở hữu được cái hơi nó rất là chắc nha. Đây nè, em sẽ chỉ cho mấy anh cái thế giật như thế nào cho nó nhẹ nè ha. Mấy anh đưa cho mấy chị xài cũng được, giật cái như vậy giùm em đi ha. Há tạm gan gan gửi tay nha. Cái nữa này thì khỏi phải nói là chạy bền, rất là bền, bền có tiếng luôn mà chạy sở hữu tông ga nữa, chạy rất là khỏe. Rồi em sang Kyugit 235 nè. Cây này không chốt mà chốt cây nào nữa mấy anh. Anh nào đam mê kêu gít hàng tầm trung thì đây ha. Ha. Có trợ lực nha. Chạy chế ngang ngang nha anh em. Bình xăng lớn zin quá, trắng sáng quá đẹp ha. Vô khói nè. Cũng liền cũng nhựa nha. Quá đẹp. Hai tay đôi ha. Ca bóp zin. Cùng 7 màu luôn ha. Trắng cỏ đầu bò zin nha. Có 1.6 triệu mà anh em. Sở hữu được cây Echo quên Nhật quên xài U5 nha mấy anh chốt. U5 giùm em 1.6 triệu rồi. Đây xem một sản phẩm Nhật quên xài nữa đây. Như có xả cò thì phải, xả cò là nó giống như là cải tiến của thằng trợ lực vậy đó nè. Trợ lực là cải tiến của xả cò. Vậy là này có xả cò mấy anh ơi. Này đổ ha. Đó, bên em dẫn máy anh em an tâm đi. Đến từ thương hiệu Kawasaki TGX ha, sở hữu chế zin nha. Chế zin ra ngang. Rồi, anh em nào lắp dập mát in Japan thì đây ha, một đường dài luôn. Xuất xứ Nhật Bản rồi, Nhật Bản luôn ha, bình xăng lớn zin. Anh em thấy đẹp chưa? Đem tum nhôm tum gời nha, ốc zin vậy cui luôn nha anh em. TGX 23 nồng 32 ly ha, công tắc nè. Có đế bờ đỡ mình xăng luôn nha. Hai tay đôi ha, ra giữ tem còn luôn. Trắng cỏ đầu bờ zin ha. U6 32 ly 1.600.000 đồng ha, cho cây Kawasaki TGX cắt
cỏ, lấy đầu máy đốt xịt thuốc gì đều được hết nha anh em. Rồi cái kế đến là cây Maguyama nè. Cao qua cái gì? Maguyama mấy anh ơi, Maguyama. Cao qua nó đi qua rồi mà em cứ nghĩ nhảy nổ giá mang không có cho lần khác. Đó. Tắt nè. Sở hữu là trắng cỏ đầu bò zin đồ ha. Đó, ốc cùm rất là sáng và đẹp, ra giữ công tắc trên đây luôn. Nè, tum nhôm tum gời nữa chứ quá trời xịn sò chưa. Nè, đầu rồi cái tay mày nó còn luôn. Đó, hai sừng rồi luôn ha, đẹp chứ. Quá trời cái này đẹp mấy anh ơi, lóc máy nè. Có trợ lực ha, chạy chứ zin nữa nè, cái này là zin toàn tập nha, quá đã. Trời ơi, hàng mà lựa mấy anh nghĩ đi, về gần 300 cây lựa khoảng được 50 cây, về 500 cây thì lựa được cỡ 80-90 cây, 100 cây em hàng lựa em mới có cái này chứ mà ôm lô rồi nó không có về hàng này đâu mấy anh. Nhưng mà mấy anh tính đi, hàng lựa thì giá nó sẽ cao hơn mấy trăm ngàn so với ôm lô, nhưng mà em chấp nhận ha, bán lại mỏng chút mà lấy hàng đẹp, hàng xịn sò cho mấy anh, hàng zin toàn tập rồi khỏi thay chế này kia ha. À, cái thứ nhất, cái thứ hai thì bán lời mỏng đó, kệ đi à, mấy anh thương ủng hộ là được rồi đó, tin tưởng ủng hộ giới thiệu là ok rồi ha. À, lắp có dập bát Insaban ha, thà bán lời mỏng một chút, bán không có lên giá nha, bán cũng vậy nha, nhưng mà hàng đẹp hàng tuyển nha anh em. U7 32 ly 1.700.000 ha, mấy cái máy này là trên thị trường đồng giá của ai hầu như bán cũng vậy thôi đó, chứ không phải là ai rẻ hơn ai đâu. Này nhìn hai sừng nè, nói chung mẫu này nhìn nó sắc sảo chứ, tinh nhôm tinh gờ trợ lực luôn đó, tiết kiệm xăng rồi cho mình luôn. Rồi tới kế tiếp là cơm su. Rồi Zenon Komitsu 26cc 34 ly ha. Và mắt Insaban. Mấy cái máy này chạy rất là trâu bò nha anh em. Về mà nói có độ bền là nó là đứng đầu luôn đó, rất là bền. Tại vì cái này bán á, mấy anh biết sao không, mấy anh em thợ gặp hàng này giành giật dữ lắm. Nó bền, nó bảo hành nó nhẹ. Còn mấy cái máy mà sạn tháng 2 tháng đem lại bảo hành hoài là bán nó có lời. Đó, mấy cái máy này mấy anh nghe máy đi tua chạy rất là nhanh ha. Máy khỏe, tiết kiệm xăng mà rất là bền nữa. Sở hữu chế zin ra ngang ha. Mình xăng lớn zin. Nhạy nổ lắm, máy này chạy rất là khỏe ha, mà đặc biệt cái ai cũng thích đó là tiết kiệm xăng. Cái trái gì đang đi mẫu em xuống luôn, nói về cái mẫu thì nó không có đẹp bằng cái thằng này đó, nhưng mà giờ bọn anh sẽ bao cho mình xài đó. Công tắc ha, bắt ra nè, đầu bò ghim này tum liền tum nhựa ha, bên em gọi là cơm bướm ha, gọi là Zenon cũng là nó luôn nha. Cái đời này lóc nó không có dập Made in Japan nhưng mà dập cơm Mitsu Zenon trong đây nghe nè đó. Nhưng mà hàng Nhật chính hãng ha. U8 34 ly 2 triệu nha. Rồi. Chị Văn không có bán hả? Văn nào ai biết. Sao mới không biết. Áo nhựa sơn sao được mắt zin á, nhìn nó kỳ cục ha. Rồi Maruyama nha, quá đẹp nha, ai thích vàng thì chốt vàng ha, cái tay em còn luôn nè, hàng lựa mà anh em, quá trời đẹp, ốc trắng phiếu luôn ha, bộ khói nè, mấy cái tem chỗ này là nó dễ bay lắm, bữa nay người ta xài kỹ này, chạy chế zin luôn ha, chế zin quanh rồ luôn. Lóc dập mắt Insaban nữa nè. Phun nè, phun bỏ đỡ mình xăng đồ còn luôn ha. Tum liền tum nhựa nha. Không tắt. Hai ta đôi, ra bóp ha. Trắng cỏ đầu bò zin.
Trời, lắp còn không xuống mấy cha ơi. Máy này chút lợi tới tiệm thì 2 triệu. Rồi mấy anh chốt thì U9 giùm em ha, 2 triệu mốt nha. 2 triệu 100k. Rồi, cái đó là Kawasaki. Trời, dây dựng đẹp nè, trắng nè. Rồi, như mấy anh đã thấy ha, tum nhôm tum gời nha, 260 ha, công tắc nè. Chạy chế le đỏ tự động nha. Có trợ lực nha, trợ lực nhẹ nha anh em. Và cái đèn máy này lúc nào cái nắp bình xăng nó cũng có một cái nhựa đằng đây giữ cái nắp bình xăng lại hết ha. Đế bộ đỡ. Máy pin xe ban nè. Máy pin xe kè vào thành phố luôn nè. Ồ, ổ cước zin thế vậy? Ổ cước zin nghe nè, mà họ có dây cước không? Cái đó về mình kiếm dây wifi, dây chị, dây kẽm về mình xỏ thành dây cước xài nghe nè. Đó, đồ bò zin luôn ha. Ống cần này 25, 26 cái bự chứ ta. 25 quá. 25 gữ ha. Ống cần mà 25 gữ là 25 lỡ nha anh em. Này 27cc 35 ly ha. U10 35 ly 2 triệu 300 ha. Đó. Rồi hai cây mai magu bự nha. Rồi Magu 38 ly, công suất 32cc, áo vàng ha. Đó, máy này chạy hơi chắc khỏe nha anh em. Anh nào kiếm máy lớn thì đây ha, chạy chế zin ra ngang một kim luôn nha. Tum nhôm tum gợi đồ luôn ha, số 10. Có chân trống. Hình như mình còn cây trợ lực trống á. Lốp chập máy tin Japan ha. Rồi hai ta đôi ra giữ trắng cỏ đầu bò zin luôn nha anh em. 2,5 triệu nha. Mấy anh chốt thì U11 giùm em 2,5 triệu nha. Lẹ đi anh ơi. Rồi Magu 320, nòng 38 ly ha. Chạy chế hai kim nha nè. Cái này bên xăng zin của nó hơi bị vàng thôi nha, chứ máy móc thì zin toàn tập nha. Hình thức máy áo sáng đẹp của nó có xả cò nha nè, nhiệt nhẹ đó. Ngồi xuống dưới đất giật luôn à. Bộ ông bấm công tắc nó chưa nhảy lên hay gì. Phải lớn phải giật qua tua nó chạy chứ. Tùm lớn bố lớn nha nè. Này cái tay em nó ngắn rồi. Trời ơi. Nha. Đó. Tùm lớn bố lớn tùm dài. Hai ta đôi ra giữ công tắc đồ trên ghi đông ha. Trắng cỏ đầu bò zin nha. U12 2,6 triệu nha anh em. Thì máy này thì lắp cũng có dập mát in Japan đó nha ha. Không thể thiếu. Rồi. Đây. Đeo lưng cuối cùng. Thank you.
chế bít tông ga nghe nè. Đây, quá đẹp ha, bên em chị xin bác kỹ lưỡng cho mình qua đeo đồ rất là sao dài nha. Chỉ có 1,7 triệu thôi nha anh em, U13 ha. Tung rời tung nhôm nha. Tắt. Bắt ga nè. Một tay cầm. Cán cỏ là bò dê. Rồi mấy anh chốt thì U13 giùm em ha. Rồi em chào và hẹn gặp lại ha, tạm biệt.